Hold the Pandarma. Hello, xin chào mọi người. Thì trong video clip này mình sẽ làm về chú gấu Zuka. Đầu tiên nói về cái sự thay đổi của Zuka ở trong phiên bản update đấu trường danh vọng. Cái chiêu thứ nhất, loạn đà bổng của Zuka bị giảm sức mạnh anh em. Đây là một chiêu cũng khá là quan trọng của Zuka, giúp Zuka bay nhảy tốt hơn và gây sát thương vật lý cũng rất là lớn. Bị giảm cái sát thương vật lý gây ra chiêu thức thứ nhất, tầm 30 đến gần 50 sát thương vật lý mỗi cấp. Mỗi cấp của chiêu thức nhá. Đó, nhưng mà không vì vậy mà Zuka bị yếu đâu. Nó vẫn rất là mạnh anh em ơi, vẫn rất là bá đạo. Đây là vị tướng ngon bổ rẻ anh em. 13k vàng nhưng mà rất là mạnh, mạnh hơn cả tướng trong kho báu, mạnh hơn cả tướng 18k vàng, mạnh hơn cả tướng 28k vàng, mạnh hơn cả tướng 26k vàng. Nói chung là đây là một món hời anh em nên mua, chắc chắn phải mua Zuka. Rồi, phân tích lại kỹ năng của Zuka. Cái nội tại của Zuka thì mỗi 20 giây anh em nếu mà tấn công tướng địch thì anh em sẽ có 8 giây tăng công vật lý. Chính vì vậy khi đánh trúng tướng địch lần đầu tiên thì anh em hãy dồn thật nhiều sát lương luôn thì sẽ gọi là tối ưu hóa được cái lượng sát thương của Zuka gây ra. Đó. Là anh em không phải là lần đầu anh em chạm vào tướng địch, đánh tướng địch phát anh em sau 8 giây sau đó anh em mới dồn siêu thì dồn kỹ năng ấy thì lúc đấy thì mất cái 8 giây để tăng công vật lý rồi. Anh em dồn sát thương sẽ yếu hơn rất nhiều. Chính vậy khi tấn công lần đầu tướng địch thì phải dồn sát thương luôn và ngay, dồn thật nhiều sát thương bằng tất cả chiêu thức tung hết ra. Nói chung là có gì phải tung hết ra. Ok. Rồi, các chiêu thức của Zuka thì không phải nói đâu, có mỗi điểm chú ý là cái nội tài thôi. Chiêu thứ nhất thì bay 2 lần, chiêu thứ hai thì phi thân chúng tướng địch sẽ gây sát thương vật lý và cộng thêm lớp giáp. Lớp giáp rất là lớn nha, rất quan trọng. Chiêu cuối thì nói chung là nhảy từ trên không rồi. Trầm trọng thuộc nhảy từ trên không nện xuống mặt đất, gây sát thương vật lý và làm choáng nạn nhân 1 giây. Đòn đánh thường kế tiếp của Zuka sẽ tăng thêm sát thương vật lý. Anh em chỉ thấy là các chiêu thức của Zuka đều là sau khi dùng kỹ năng và đánh thường phát nhá anh em. Sau khi dùng kỹ năng và đánh thường phát bất kỳ chiêu thức nào ok. Sang đến phần trang bị cho Zuka. Trang bị Zuka thì món đồ nó không thay đổi nhiều đâu anh em ơi. Nhưng mình sẽ không đầu tiên thì vẫn là thương long Inus. Mình sẽ không nên đồ là cái giày Hermes nữa, mà mình có thể là lên giày hộ vệ hoặc là giày kiên cường nha. Đấy. Giày công là thương long này, tốc chạy thì giày hộ vệ hoặc là giày kiên cường nha, tùy trận đấu thôi. Mà giày kiên cường kháng phép, giày hộ vệ kháng sát thương vật lý và giảm 15% sát thương vật lý gánh chịu nha. Mình vẫn ưu tiên là giày hộ vệ, mặc định là giày hộ vệ anh em. Đồ công tiếp theo mình nên thêm một đồ xuyên giáp, đó là song thương, thương xuyên phá, như vậy anh em có song thương rồi. Tiếp theo mình tiếp tục lên một đồ công, đồ đó là phức hợp kiếm. Còn hai đồ cuối cùng thì mình sẽ lên đối thủ nha. Lên đối thủ anh em sẽ đánh dễ hơn rất nhiều. Đối thủ như thế này, sẽ lên huân chương choi và khiên thất truyền anh em. Đây là hai đối thủ cho Zuka, sẽ giúp Zuka rất là cứng cáp ở giai đoạn cuối game. Và đây là vị tướng mạnh từ đầu đến cuối game anh em. Rồi tiếp theo sang đến phần bảng ngọc cho vị tướng Zuka này. Ngọc cho Zuka. Đây, ngọc của Zuka đây. Mình sẽ xóa đi, mình nên lại anh em hiểu rõ hơn. Mình ép 5 viên công vật lý. Công vật lý đâu? Công vật lý 3,2, 5 viên anh em. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, ok. Và 5 viên tỷ lệ chí mạng 1,6%. 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 5 viên 1,6 tỷ lệ chí mạng. Và ép 10 viên máu tối đa 60 và đâu rồi? Máu tối đa 60 và tỷ lệ chí mạng 0,5%. Ngọc cuối cùng cho Zuka thì chắc chắn là ngọc công vật lý và xuyên giáp rồi. Đâu công vật lý và xuyên giáp của mình đâu nha. Đây công vật lý xuyên giáp đây.
À, như vậy sau khi áp xong bảng ngọc này thì mình sẽ công vật lý 25 điểm. Nói chung là cũng khá ổn định rồi. Modula 600, tỷ lệ chí mạng 13% và xuyên giác 64. Chính vì mình không nên đồ chí mạng cho Yuka, mình rất cần cái phần trăm chí mạng từ cái bảng ngọc đó. Ok, đây là cái ghép ngọc cấp 3 của Yuka. Thêm ngọc cấp 2 cho các bạn nào điều kiện kinh tế khó khăn nhé. Khang không biết mời gì không biết. Thực ra thì nhiều bạn mới chơi mà không có điều kiện mua ngọc cấp 3 đâu anh em ơi. Giờ mình sẽ hướng dẫn ngọc cấp 2 cho các bạn thích chơi Yuka. Nói chung ngọc cấp 2 thì nói chung anh em dùng chung bảng ngọc công vật lý này, công vật lý 1,5 này và modula 13,5 này. Đây là ngọc đỏ nhá. Còn ngọc tím thì anh em ghép ngọc mà công vật lý và modula 36 nhá anh em. Ok, còn ngọc lục thì là áp ngọc và modula và xuyên giáp, modula 13,5 và xuyên giáp 3,8 nhá. Ok, đấy là xong phần cọc cho Yuka. Ok, sang phần chơi Yuka anh em. Rất may là mọi người vẫn nhường Yuka cho mình. Thật là vui quá đi với được Yuka rồi. Đặc biệt trận này team bạn cấm Nagoroth, team mình thì có Murad, rất là hay. Không biết team bạn là ID đi rừng hay là Lữ Bố đi rừng đây. Bạn John thì mình rất là tự tin, không cần phải vào kê. Rồi ok, có tự tin như vậy thì chắc chắn là đánh hay rồi. Chưa đủ 16 ký tự. Tên cũng khá là hay. Ok, sang phần đánh Yuka anh em. Yuka thì mình cũng đánh khá nhiều rồi. Ở video clip thực ra thì muốn truyền đạt kinh nghiệm cho các bạn mới tập chơi thôi. Bởi vì hàng ngày có rất nhiều bạn mới chơi Liên Quân anh em. Còn các bạn chơi từ thánh thánh quẩy từ mùa 1, mùa 2, mùa 3 thì không nói làm gì rồi. Rất nhiều bạn mới chơi, kinh nghiệm còn phải học tập rất là nhiều. Ok, và mình là Mobile Việt thì là một YouTuber để làm hướng dẫn tướng thôi. Chứ thực ra trình độ của mình cũng xem như các bạn cao thủ 1-2 sao thôi. Chứ thực ra đánh danh cao rất là khó. Làm video clip mà truyền cảm hứng cho các bạn chơi game này hay hơn thôi. Cảm ơn các anh em đã gọi là yêu quý và ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Kênh Mobile Mom Việt thì đã sắp đạt đến 750.000 subscribe rồi anh em ơi. Rất là hạnh phúc, rất là vui mừng anh em ạ. Cảm ơn anh em rất nhiều nhá đã ủng hộ mình. Thì mình mới nhận được nút bạc anh em ạ. Có thời gian mình sẽ làm clip review. Mới nhận anh em ơi. Cái thời gian nút bạc của mình có khi là đến 4-5 tháng ấy, rất là lâu. Bình thường mọi người chỉ mất 2 tháng thôi. Mình từ lúc 100.000 sub đến lúc hơn 700.000 sub thì mới nhận được nút bạc. Cái thời gian nó dài đằng đẵng anh em ạ. Mấy tháng trời. Ok, chém hộ bạn Murad mấy đường cơ bản. Rồi Yuka, sau khi dùng bất kỳ kỹ năng anh em phải đánh thường nha. Đó là cái kỹ năng cơ bản nhất của Yuka, đánh nhau nữ bố. Cân kèo đấy. Ủa, nữ bố lên level 2 sớm vậy trời. Thôi, quả này mình thiệt rồi. Mình đi hỗ trợ rừng mình bị thiệt rồi. không ổn tí nào. Còn này mình về luôn anh em ơi, chứ đừng đứng ở lại nhá, ở lại thì ăn hành toàn tập đấy. Những trường hợp máu ít thì này là phải bay về luôn. Xong dùng, nói chung là dùng hết kỹ năng để bay ra, thật là nhanh.
Anh em chú ý nhá, không nên ở lại. Bởi vì mình bị thọt level 2 lúc đầu, nếu mình cố đánh nhau là mình bị ăn chiến công đầu đấy. Đó, mình không mất con lính nào nhá. Mình không mất con lính nào. Chỉ farm trụ trong là farm lính trong trụ thôi. Rồi, được bố đánh hay đấy bạn ơi. Hay đấy bạn ơi. Bây giờ thì ngang kèo nhá, level 3. Nhưng mà mình đang hơn kèo rồi. Anh em đừng phi luôn nhá, anh em hãy đánh thường một lúc rồi hãy phi. À, để chính xác lượng bố mà. Phi chưa một đánh thường mà, xong rồi đánh thường. Phi chưa một tiếp. Đấy, nói chung là để dành kỹ năng để đuổi lượng bố tuyến bạn. Chiến công đầu mà mình up level 4 sớm hơn lượng bố rất nhiều. Anh em team mình thì đang tập trung ăn rồng rồi, team bạn thì không ra ăn rồng. Bỏ rồng rồi. Quá hay. Ghê đấy lưu bố ơi. À mình phi chiêu 2 lỗ rồi. Anh em chú ý là phi chiêu 2 trúng đơn vị địch hoặc là tướng địch nha. Thì mình mới có một lượng giáp ảo rất lớn. Ghê. Ghê quá cơ. Ôi thôi. Không phải dạng vừa đâu, lữ bố thì bạn. À lữ bố là Zuka là một hai tướng solo khá ngang kèo nha. Ở cái đường solo lên kinh công. Mất hai con chim cho lữ bố rồi. Tiếc quá, hai con chim này anh em ạ. Mình phải để nói chung là phải ôm nữ bố thôi. Nếu không mình hơi xảy ra một xíu là nữ bố đẩy xong trụ rất nhanh. Nữ bố kích hoạt chiều cuối đẩy trụ rất nhanh. Nữ bố bây giờ mà ăn chim à? Đâu rồi, đang ăn chim chạy dở đi đâu rồi. Không ăn chim thì mình ăn chim vậy. À thanh niên núp lùm. Mỗi người một chim thôi. Tưởng được bố hai chim mình không chim mà hóa là mỗi thằng một chim. Rồi được bố ơi, đứng lại cho mình đập. Rồi combo cho được bố anh mình vừa muốn anh em ơi, phi chiêu 2 đánh thường, nhảy chiêu cuối đánh thường và phi chiêu 1 đánh thường. Đó là combo đơn giản nhất của Zuka và là cơ bản nhất của Zuka. Anh em căn khoảng cách ấy, dùng chiêu 2 đánh thường, chiêu cuối đánh thường, chiêu 1 đánh thường và chiêu 1 đánh thường. Như vậy là anh em có thể là dồn rất nhiều sát thương lên tướng địch. Dồn luôn. Đó, gần chết luôn. Chao La bật chiêu cuối nhá. Không bật chiêu cuối qua đấy thì chắc là chết rồi. Nói chung là tướng nào lên của mình đều gọi là phải... À, bị mình tiếp đái rất là nhiệt tình thôi. Ai đi? Ở đấy mình phi chiêu 2 đập thường phát. À đây. Tôi tạm biệt Chao La. Chiêu 2 đánh thường. Chiêu cuối đánh thường, chiêu 1 đánh thường, chiêu 1 đánh thường. À, chưa hết combo thì đã chết rồi. Nếu anh em phi chiêu 2 mà nói chung là không trúng tướng địch anh em hoặc là đơn vị địch anh em không có giáp đâu, anh em chú ý nhá. Cái điều cơ bản như vậy anh em phải chú ý. Ở đây là một kiến thức mình muốn truyền cho các bạn mới tập chơi nhá. Anh em chú ý và Zuka là một vị tướng anh em nên mua bởi vì nó rất là mạnh. Giá thì rẻ, rất là mạnh, anh em nên dành mua để neo danh. Các bạn neo danh vàng bạc hay là vàng bạc bạch kim kim cương dùng Zuka rất là tốt. Với cái đồ này thì sẽ dễ đánh hơn các đồ nâng cao rất nhiều. Cái đồ này thì có thủ phép, kháng phép, có thủ vật lý rất là cao.
Death Game cái nhìn đồ này cũng rất là cứng cáp. Lợi dụng cái khả năng bay nhảy tốt thì nói chung là lượng sát thương của chiêu thức của Zuka không hề yếu đâu anh em ơi, cũng rất là lớn rồi. Khi có combo song thương và món đồ trần phái là phức hợp kiếm. Rồi tiếp tục con chim này sẽ thuộc về mình, lưỡi bố. Lưỡi bố không dám đi lên cùng mình nữa. Anh niên phải chuyển xuống lên dưới rồi. Đã được hai cái món đồ xuyên giáp rồi, bây giờ thì bá đạo rồi. Ali Ali thanh niên Ali vì sợ Chao La ở đấy cùng thôi. À Chao La kia rồi, bắt ID cũng rất là khó, mình sốc đam mỗi khi không chết ID đâu. ID mình trong thời gian mình sốc đam ID vẫn bật chiều cuối được mà. Chạy chạy, gần chết, không về là chết, không về là chết, mà về thì mất trụ. Đơn giản vậy thôi. Đây là cách đánh ôm lên anh em. Ôm lên đẩy nhiệt tình, đẩy hẳn hai trụ luôn. Sau đó đi hỗ trợ team cũng không muộn. Rồi, bởi vì trận này team mình cũng đánh rất hay rồi. Bốn bạn ở bên dưới trên chiến thần là 1-1-4. Rất tốt. Phá chiêu của Gino xong chạy. Rồi không ổn rồi, té gấp. Về luôn anh em. John thì mình cũng đánh rất là tốt rồi anh em ạ. Nữ bố. thanh niên chết. Mình phải bắt được nữ bố ra. Kể cả có hai người đây này. À không phải là hai mà là ba. Ba thì cũng vẫn chết thôi. Và bắt mình rất khó lắm. Mình tầm level 13 rồi, chiêu thức của mình hồi chiêu rất là nhanh rồi. Ở sang 14 mình sẽ làm những vị tướng mạnh trước. Ở vì những vị tướng anh em hay chơi trước nhá. Còn những vị tướng ít chơi thì sẽ làm sau. Rồi ok. À, mình thấy danh ở trong phiên bản mới thì thiếu vắng bóng của Natalia. Có vẻ là mọi người không thích chơi Natalia nữa rồi. Một vị tướng pháp sư rất là mạnh nhưng mà ở trong phiên bản mới lại bị tự nhiên lại bị lãng quên, không hiểu tại sao luôn. Rồi mọi người phá nhanh thế. Ok, và video clip của mình đến hết rồi. Xin chào các bạn nhé. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.